Quảng Điền. Đây là thôn 7 xã Quảng Công, huyện Quảng Điền. Bơi cho hỏi là cái về về cái mùa mà tháng sau đây khoảng 1-2 tháng nữa thì cái sóng biển nó có to như thế này không? Mùa này tới hè là nước là rút ra. Rút ra nhiều nữa không ạ? Rút ra được khoảng 3 đến 4 mét nữa thôi. À, ra 3-4 mét nữa. Mà mùa... nó sâu xuống ạ? Không, rút ra chấm sâu. À, xa ra 3-4 mét nữa. Thế thì nó có sóng không ạ? Không, vì mùa hè thôi. Có sóng nó khoảng độ biên độ nó khoảng bao nhiêu biên độ cao? Mùa hè là chỉ thế này thôi. Cũng chỉ như này nhỉ? Tới quá khoảng tầng 7 tầng 8 thì lên bắt đầu lại to. Tầng cao lên. Vâng. Cao lên độ cao khoảng 3 đến 4 mét. Từ tháng 7 giờ đi là bắt đầu độ cao. Thấy thời mùa đông. Vâng. Thấy cả mùa đông luôn. Đấy, thế thì bắt đầu nó hỏi là cái bắt đầu nó có sóng gì à? Từ đây ra đấy là 5-7 chục mét đấy. Ra tới nữa. Thì là nó độ sâu được bao nhiêu? Tầng trên ngang đó mà ra tới là khoảng 200 mét sóng một vùng. 200 ra 200 nữa. Đó là mấy cấp 8 nè. Có thể có thể là cấp 90 nó ra tới khoảng gần ngàn mét, gần ngàn mét bộ. Bác cho nó hỏi là bây giờ ra cái khu vực có sóng kìa, tức là từ mép nước kia ra khoảng độ 70 mét. Theo đó là khoảng 70 mét thì cái độ sâu đấy khoảng bao nhiêu mét? Độ sâu tới khoảng 8 mét. Bây giờ á? Ai nhỉ? Độ sâu khoảng 8 mét. Cái chỗ này là từ bực bờ biển cực kỳ sâu đấy. Cái chỗ này là nó là sần ở trong bờ đó nó phụ đó nó ngoài đó nó càng và chứ tới mét. Vâng. Mà vô lên cái chỗ khu bộ đó là có thể dừng 2 mét. Vâng. Ra hẳn khu sóng như là mấy mét ạ? Rồi, ra ngoài là nó sâu đây, ra đó sâu đây. Qua cái mép sóng là khoảng đây kia ra ngoài khoảng độ. Ra đó là tới 2 mét thôi. 2 mét rồi. Đó là 2 mét thôi. Qua cái chỗ đục đục kia là 2 mét ạ. Mà ra tới khoảng 50 mét là tới tầng tới. Vâng. Tức là qua khoảng độ từ mép nước hiện tại mà ra trên khoảng độ 5-7 chục mét là độ sâu khoảng 2 mét trên 2 mét đúng không? Đấy quá luôn ạ. Ra tới tỉnh ra tới khoảng ngàn mét đó, nó tới hơn 12 mét. Vâng. Sâu. Không, nó muốn khoảng độ 100 mét trở lại đây thôi. 100 mét là có thể tới gần 7 mét. À đấy. Sâu. 100 mét nước kia vào đây là khoảng độ gần 7 mét. Vâng. Còn ra cái chỗ sóng kia là chiều nó sâu vào khoảng sau lưng cái sóng cổ đây là gần tới 2 mét. Thế thì mà cái khu vực này có lúc nào biển nó lặng không có tí sóng đâu? Có chứ. Có giai đoạn này khoảng tháng 4 tháng 5. Tức là sau đây khoảng độ 1 ngày sóng ở trong bơ lên vỗ thôi. Vỗ tí tí hơn nữa. Mạnh hơn nữa. Không, vỗ nhẹ hơn. Nhẹ hơn tí nữa. Ngoài là cái cải ngoài đó nóng bộ. Không có. Tầng 4, tầng 5, tầng 6 là của ngoài nó nóng bộ. Và trong đây là khoảng bằng nửa. Có nửa cái chỗ đứng kia bằng nửa chứ không? Bằng nửa, vỗ nhẹ nhẹ hơn tí nữa. Tức là khoảng tháng 5, tháng 6 phải không bác? Ờ, đúng rồi. Tháng 5, tháng 6 là sóng nhỏ đi. Tới quá thì tháng 10 nó sóng 4 đây. Vâng. Bác có đi thuyền không hả bác? Đó, thì... À thuyền đấy à? Bây giờ chúng cháu muốn thuê cái thuyền này đi ra khảo sát ở ngoài bên kia, ra ngoài cái chỗ sâu, cái chỗ mà đang sóng đang đánh kia thì mất khoảng bao tiền hả bác? Nên bên đấy chỉ có khiêng ra đó là khoảng 200 vuông, con nổ máy chạy ra. À vâng. Yêu rồi, bác tên gì nhỉ? Hôm nào là... Hồ Trai. Bọn em vào là bọn em tên nhờ... Bác Hồ Trai à? Hồ Trai, sẽ xuống ạ. Số điện thoại của bác nữa. Số... Hôm nào em vào nhớ bác. Làm cái đấy chụp kỹ hơn đi, cả những khi tật. Bác tên là Hồ Trai à? Dạ. Phải Xuân á. Dạ. Vợ là tên Xuân, vợ chồng là tên Trai. À, vợ tên là Xuân, dạ. Chồng dạ. Tên là Trai. 035 867 867 9027 0358679024 là số 0 đó. Rồi. Quảng Công. Quảng Điền đúng không? Đúng rồi. 0358679024 rồi. Nhà bác có gần đây không ạ? Nhà ở trong khu vực sông mới. À, trong sông mới. Vâng. Chạy trên đường về là cần mấy cái nhà lâu đó. Vâng. Nhà lâu ở... Bác năm nay bao nhiêu tuổi bác? 56. À, 56 ạ. Vâng. Tôi cảm ơn bác nhá. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Vâng. Chụp cái ảnh để cho nhớ được sau đấy. Mặt tay mất đứng im thấy. Ô, để chụp cái. Rồi. Cảm ơn bác nhá. Okay.